Hey anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Hà Nội Computer. Và như ở số video tàu nhanh công nghệ số 11 lần trước thì chúng mình đã hứa là sẽ build cho anh em một bộ PC sử dụng chip AMD mới nhất Gen 3 ấy. Và đương nhiên là kèm theo đấy là cũng không thể thiếu được những cái linh kiện xịn sò các kèm theo như kiểu là card RTX series 3000 hay là chip chủng các thứ. Và ngoài ra, một cái điều tiên quyết nhất mà mình vẫn luôn build lên cho anh em đó là một cái mức giá nó ở cái mức kiểu trung bình và rẻ thôi. Và hiện tại như mình đang có ở đây là con chip Ryzen 5 5600X sử dụng tiến trình 7 nanomet mới nhất đến từ AMD. Và xét về cấu hình, xét về cái thông số của nó cũng như mức giá thì có thể nói là nó tự tin để đối đầu cũng như là vượt qua được kể cả là i9-10900K của Intel. Và ở video này thì hãy cùng mình tìm hiểu con PC này nó như thế nào. Và xét theo đúng lộ trình thì phải đến tận năm 2022, tức nghĩa là khoảng 2 năm nữa thì Intel mới giảm tiến trình của mình là từ 14 xuống 10 nanomet. Và như anh em đã biết là Intel họ đã sử dụng cái tiến trình 7 nanomet trong vòng 2 năm trở lại đây rồi. Và cái điều mà thực tế này khi mà anh em nhìn thấy ở những con chip có kiến trúc là Gen 3 cũng đến từ AMD ấy, thì cái hiệu năng đơn nhân của nó đã được tăng lên khá là nhiều và có thể nói là vượt mặt Intel. Mà cái điều mà Intel kiểu tự tin nhất từ xưa đến nay đó là hiệu năng đơn nhân cao. Và với cái mức giá thì họ có thể vượt qua những cái sản phẩm cùng phân khúc đến từ AMD ấy, thì cái điều đấy bây giờ nó đã không còn nữa. Khi mà chỉ với mức giá là 7.9 triệu cho 5600X thì anh em đã có thể thoải mái kiểu vượt qua tất cả những cái đối thủ cùng phân khúc như là i7-10700 hay là kiểu những con chip tương tự như vậy. Và đấy là chỉ nói về cái vấn đề là kiểu sức mạnh đơn nhân. Và có một cái điều nữa mà mình cực kỳ ưng ở con 5600X này, đấy là cái khả năng ép xung. Anh em sẽ không cần phải có một con tản all-in-one kiểu map như kiểu mấy con EK hay là những con tản custom thì mới có thể ép xung được. Mà tất cả những cái gì anh em cần, như anh em đã nhìn thấy này, chỉ cần một con tản rất chi là nhỏ gọn này thôi, anh em cũng đã có thể ép xung được con chip này lên 4.6GHz. Và kèm thêm một cái nữa, đó chính là thao tác cực kỳ đơn giản, on screen luôn. Anh em chỉ cần có cái phần mềm AMD Ryzen Master đấy. Sau đó điều chỉnh một số những cái thông số là con đã có thể ép xung on core lên 4.6GHz rồi. Đây, ở đây mình đã điều chỉnh sẵn 4.6 này. Apply and test, ok. Và đợi một chút là đã có thể ép xung. Đấy, và như anh em có thể nhìn thấy, sau một vài cái bước cơ bản như thế thì mình đã có thể ép xung on core của cái con chip này lên là 4.6GHz. Và cái điểm V-Core nó chỉ có 1.4V mà thôi. Nhiệt độ của nó cũng vô cùng mát mẻ. Khi mà anh em chỉ cần dùng một con tản nó cực kỳ nhỏ này thôi, nhiệt độ này nó chỉ có 42, 41 đến tầm 45 độ C. Đây thì là đương nhiên là mình chưa sử dụng cái tác vụ gì. Còn khi mà sử dụng các cái tác vụ thì đương nhiên là cái nhiệt độ nó sẽ tăng lên. Nhưng mà nó cũng không quá nóng để mà anh em cần phải có một con tản kiểu all-in-one hay là con tản custom. Anh em muốn đẹp thì có thể kiểu nâng cấp lên thôi, chứ thật sự là nó không cần thiết cho lắm. Và tí nữa thì cái phần đấy mình sẽ để riêng một phần test hiệu năng cho anh em. Và vào cái thời điểm mà mình nhận được con chip 5600X bản sample này thì chỉ có những cái con mainboard cao cấp như là X570 Crosshair Hero thì mới có thể build được. Nhưng mà anh em nghĩ xem, khi mà mình build một con PC nhưng mà cái tiền main ấy nó đắt gấp đôi con chip, nó không hợp lý cho lắm đúng không? Nhưng mà ở thời điểm hiện tại, khi mà các hãng đã cập nhật BIOS cho các cái dòng mainboard đầu năm thì như là B550 này, A520 hay là X570 đều đã có thể chạy được những con CPU Gen 3 rồi. Thế cho nên là ở đây thì mình đang sử dụng con mainboard B550 Wi-Fi với mức giá hợp lý hơn, chỉ khoảng 4 triệu. Ngoài những cái tính năng ăn chơi cơ bản trên dòng TUF thì cái việc xuất hiện khe PCIe Gen 4 là cái tính năng đáng chú ý nhất của các mainboard B550 nói chung và B550 TUF Wi-Fi nói riêng. Hiện tại thì như các bạn đã biết là các mẫu card RTX series 3000 của NVIDIA sử dụng các kết nối PCIe Gen 4. Mặc dù là hiệu năng chênh lệch khi cắm vào PCIe Gen 3 là không nhiều, nhưng mà dù gì thì khi sử dụng những mainboard có PCIe Gen 4 như thế này thì chúng ta vẫn sẽ có một cái cảm giác thoải mái hơn khi sử dụng và kiểu không cảm thấy mình đang bóc lột cái hệ thống ấy. Với những con CPU của AMD thì RAM có burst càng cao càng tốt. Thế cho nên là anh em nhìn thấy ở đây, mình lắp cho anh em cặp RAM GPU Z 16GB có burst là 3600. Và đấy, như anh em biết thì GSQ là một trong những con RAM có thể nói là tiên phong trong cái phần LED này. Khi ngoài cái LED nó rất là đẹp và mượt mà thì cái hiệu năng của nó cũng rất là ổn định qua thời gian kiểm chứng và rất nhiều anh em đã tin dùng rồi. Và chưa kể là với cái case được show hai mặt kính như này, 1, 2, thì anh em có thể show ra được các cái nội y ở bên trong. Đấy, rất là đẹp, anh em nhìn rõ được bên trong luôn mà. Thì phải có LED nó mới đẹp đúng không? Như là ở số tàu nhanh công nghệ lần trước thì bây giờ cái việc mà anh em mua những chiếc RTX series 3000 thì tốt nhất có thể mua là chiếc 3070.
Bởi vì 3080 thì có thể nói bây giờ đang bật vô âm tín, còn 3090 thì cái hiệu năng gaming của nó không thực sự bứt phá hẳn để xứng đáng với cái mức giá là gần 50 triệu. 3070 thì có hiệu năng sánh ngang với 2080 Ti, cho nên là nhìn chung nó có thể chơi thoải mái game max setting ở độ phân giải 2K trở xuống. Còn 4K có lẽ sẽ phải dàn chút thiết lập để đạt độ ổn định ở 60fps. Hiện tại thì chúng ta có khá nhiều các cái phiên bản 3070 ở trên thị trường, nhưng mà nếu anh em cần ngon, xịn, mịn, đẹp thì Strix 3070 sẽ là một cái sự lựa chọn kiểu không có gì phải bàn cãi cả. Nhưng mà để tối ưu chi phí thì 3070 TOF hoặc là Duo sẽ là cái sự lựa chọn tốt hơn. Cái mức xung chênh lệch của nó sẽ không gây ra quá nhiều các cái khác biệt để mà anh em có thể nhận ra khi mà chơi game. Cái điểm mà TOF hay là Duo có thể yếu thế hơn Strix chỉ là cái đèn LED và độ êm ái khi mà hoạt động. Và với 3070 thì chúng ta cần phải có cái mức công suất điện tối thiểu để chạy là 650W. Thế cho nên là mình sẽ lựa chọn nguồn Cooler Master 700W đạt chuẩn 80 Plus Bronze, thoải mái cho anh em sử dụng. Về ổ cứng thì như mọi lần, mình vẫn sẽ lựa chọn Western Digital SN550 với 500GB. Thì để cái việc cài Win cũng như lưu trữ game hay là các cái tác vụ công việc, anh em vẫn có thể sử dụng được. Tất nhiên là đây chỉ là cái dung lượng vừa và đủ, cá nhân mình thấy như vậy là phù hợp cho bộ máy. Còn nếu mà anh em có nhu cầu cao hơn về lưu trữ cũng như là cần có một cái tốc độ truyền tải tốt hơn thì có thể kiểu lắp thêm SSD hoặc là những cái ổ nó có dung lượng cao hơn để có thể lựa chọn cho công việc. Như ban nãy thì mình đã nói về con vỏ case này là anh em sẽ có hai mặt kính để có thể show ra được cái nội y ở bên trong. Tuy nhiên thì anh em thấy đấy, nó khá là rộng rãi. Thì cái con Antec 120 này nó sẽ hướng đến những anh em mà sử dụng những cái tản custom hay là tản all-in-one, tức là có cái kích cỡ nó to và rộng hơn thì mới có thể trông nó đầy đặn được. Nhưng mà ở đây mình chỉ dùng con CR1400 này thôi, không phải là vì mình tiết kiệm cho anh em hay là như nào, nhưng mà cái mà mình muốn hướng đến ấy là cái nhiệt độ của con chip này nó rất là mát mẻ, và anh em chỉ cần sử dụng những cái tản nhỏ xinh như này cũng có thể ép xung được on call lên 4.6 rồi. Và nhiệt độ của nó khi mà làm việc thì nó chỉ rơi vào khoảng 75 độ, và anh em muốn mát mẻ hơn và muốn cái case nó đầy đặn và đầy đủ hơn ấy thì anh em có thể thay vào đấy là những cái tản custom hay là tản all-in-one, và có mức giá chỉ khoảng đâu đấy 2 triệu đồng mà thôi, và nó sẽ rất là hợp lý. Về các cái cổng kết nối thì như anh em nhìn thấy rồi, chúng ta sẽ có hai mặt kính ở đây, thế cho nên là các cái cổng nó sẽ không thể đặt được ở hai cái mặt này mà nó sẽ được đặt ở phía trên nóc. Tuy nhiên thì cái chiều của nó hơi bị kiểu dị một tí. Bình thường là chúng ta sẽ có một cái vị trí nó đặt nằm ngang của cái case như này, tuy nhiên đây lại là chiều dọc. Nó sẽ hơi tốn thời gian khi mà anh em muốn cắm thêm các cái thiết bị ngoại vi, kiểu phải nhổm dậy cắm vào. Nhưng mà với các bạn thì chúng ta sẽ có một cái ngoại hình nó rất là đẹp. Nó đấy là một cái điều khá là hợp lý. Bỏ qua các cái vấn đề về sự chống trải bên trong bộ máy thì anh em sẽ có một cái bộ case full linh kiện Asus dòng TUF thay vì là ROG đã quá là nhiều và phổ biến rồi. Mặc dù là TUF chỉ là dòng phổ thông và các cái trải nghiệm của nó cũng không có gì phải thiếu sót hay là kiểu bị hạn chế cả khi mà các cái bản cập nhật driver hay là chỉnh LED, thì anh em chỉ cần tiến hành với vài click chuột trong cái phần mềm là Asus Armory Crest. Với cái mức kinh phí mà anh em cần để múc bộ máy này thì nó chỉ vào khoảng 35 triệu rưỡi sau khi trừ hết khuyến mại. Thì bây giờ thì sẽ đến cái phần test game để anh em xem là 35 triệu này sẽ cho anh em cái hiệu năng gaming như thế nào. Hai K thì sẽ là cái sân khấu dành riêng cho 3070 rồi. Thế cho nên là 3070 mà để test game Full HD thì nó hơi bị phí. Và ở đây thì mình đang test ở mức là 2K. Cái mức khung hình đạt trong tất cả các game đều trên 60fps, kể cả với sát thủ phần cứng như là Assassin's Creed Odyssey vẫn đạt 68fps. Các game khác thì chỉ số loanh quanh 100fps nên anh em có thể yên tâm chơi game 2K max setting mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Nhiệt độ thì như mình đã nói ở ban nãy, nó chỉ loanh quanh 70 đến 75 độ ở lúc nóng nhất, còn trung bình thì chỉ khoảng 50-60, một con số nó quá là mát mẻ. Và cái việc ra mắt kiến trúc Zen 3 cũng như là cái việc ra mắt con chip Ryzen 5 5600X này thì khi mà anh em muốn build những con PC giá rẻ thì cái đất diễn sẽ dành cho Intel 10100F hay là 10400F. Còn cái câu là đắt sắt ra miếng thì AMD bây giờ đã nắm trọn cái phân khúc này rồi. Và tất cả những gì về kiến trúc Zen 3 hay là Ryzen 5 5600X thì đều ở bên trên. Và bây giờ thì cũng hết video rồi. Anh em thấy sao về con máy này? Với mức giá 35 triệu thì cái hiệu năng của nó hay là cái sức mạnh của Ryzen 5 nó có hợp lý hay không? Hãy để lại bình luận phía dưới cho chúng mình biết. Ngoài ra thì đừng quên để lại một like để ủng hộ cho chúng mình, cũng như bấm subscribe về cái chuông để có thể theo dõi những video mới nhất và cập nhật những cái cấu hình ngon bổ rẻ trong tầm giá. Bây giờ thì cũng hết video rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những số video tiếp theo.